thiền tan tra, sáng tạo và hoàn thành. Những điểm cốt yếu của thiền mật tông. Tác giả Jam Gon Kong truyền thể bản tiếng Anh Sarah Harding, với lời chú giải của Khenchen Chen Thran kỳ 2, thực hành tánh linh. Đây là hình thức thực hành tập trung vào các vị thần trong các nghi lễ sùng đạo. Nếu chúng ta đã quen với tên gọi tôn giáo vô thần của Phật giáo, hẳn chúng ta ít nhiều bối rối khi đọc đến đây nhất là khi còn khám phá ra hệ thống thần thánh và thờ cúng phức tạp các vị nữ thần và nam thần trong mật tông thừa chính bởi lý do này mà phật giáo mật tông bị xem là tả giáo tuy nhiên việc thực hành này có liên quan đến lý do khi người ta gán cho tính không một thực tại độc lập hoặc một hiện tượng đang được tìm nhưng chưa tìm thấy người hành thiền lúc này trải nghiệm thực tại đó thông qua thiền định mà không mang theo bất kỳ ý tưởng nào về tồn tại hay không tồn tại hoặc cả hai hoặc không có cả hai tính không trống rỗng sau cùng không bị cản trở bởi bất cứ điều gì chính là trạng thái viên mãn của người hành thiền đi từ cái có đến cái không lời người dịch về mặt trải nghiệm đó là phương pháp đi từ chỗ khái niệm và cảm xúc đến khi những bức màn của khái niệm và cảm xúc đó bị xóa sạch để chạm đến chỗ nhận thức nguyên sơ trải nghiệm này được gọi là tịnh quang bản chất này không bao giờ bị bất hoại mà chỉ bị che lấp bởi vô minh như vậy nền tảng của phương pháp thực hành này là tìm đến sự tịnh quang sau cùng phật tính không thể tìm thấy nơi đâu khác nữa ngoài nội tại của tâm thức cho nên kết quả sau cùng mới là bản chất thực sự của nền tảng đó và con đường cần thiết để thực hiện sự khám phá là bất cứ điều gì Công thun đã mô tả sự đồng nhất của con đường và nền tảng đó như sau nền tảng của sự tịnh quang là có thực tại vĩnh cửu nó không ô nhiễm và cũng chẳng phức hợp với bất cứ điều gì nó thấm nhuần trọn vẹn trong mọi chúng sinh vì bản chất thanh tịnh ấy nên mọi con đường để trở về bản chất thanh tịnh đều có thể được chấp nhận các vị thần được dùng trong mật thừa là bản chất thanh tịnh còn tính biểu hiện họ là một phương pháp để làm suy yếu những kiếp tưởng thảm khốc những kiếp tưởng xấu xí của chúng ta về vũ trụ này họ loại trừ suy nghĩ rằng vũ trụ của chúng ta là thiếu sót con người trong quá trình tạo ra và duy trì ý thức về bản thân đã mất dần kết nối với bản chất cơ bản của mình bản chất trống giống của tâm không phải là một bản ngã độc lập mà là sự thuần khiết dạng rỡ được biểu hiện ra bên ngoài vượt qua mỗi cá nhân. Vô minh là các cảm giác gắn bó hoặc ác cảm, những khái niệm nhị nguyên, những hành động nghiệp nảy sinh từ các cảm xúc, chúng tạo ra luân hồi và được đặc trưng bởi các trải nghiệm đau khổ. Chỉ cần nhớ rằng, bản chất của tính không, sự thuần khiết của tính không chưa bao giờ vắng mặt theo bất kỳ nghĩa nào. Qua thiền quán, chúng ta có thể lần mò ra quá trình mà tâm trí chúng ta đã tạo ra thế giới này tâm trí đã xây dựng thực tại của chúng ta như thế nào tâm trí ý thức chính là cái có khả năng để làm điều này bước tiếp theo do sự phức tạp của quá trình ấy cộng thêm khá nhiều sự nhầm lẫn chúng ta có thêm hình dung về thế giới theo một cách trộn lẫn giữa tốt và xấu tạo ra sự căng thẳng liên tục và bất mãn không ngừng hãy chọn nhìn nhận nó là một sự liên tục một sự nối dài để tìm về tính không trong thực tại lộn xộn ấy các vị thần chính là những đại diện thích hợp và phản ánh gần với sự chính xác hơn về bản chất thanh tịnh bẩm sinh tất cả chúng ta đều trải nghiệm việc hình dung và tạo ra một thế giới với nhiều hình tướng và nhân vật trong đó với mật thừa chúng ta được phép sử dụng bất cứ con đường nào để tìm về bản chất thanh tịnh vậy thì chúng ta sẽ dùng khả năng phóng chiếu và sáng tạo này dùng những hình tướng tỏa sáng để tạo ra sự thay đổi ấy thay vì quán tưởng về những người đàn ông và đàn bà bất toàn chúng ta lấy hình dung về những vị thần thánh nam và nữ những vị chư thiên là tính phật còn biểu hiện để thực hành thiền định thay vì quán tưởng về những gì đổ nát hoang tàn ta lấy những hình ảnh về những cung điện rực rỡ huy hoàng tráng lệ đó là những biểu hiện vinh quang của sự vật dưới mô hình mạng đà la tâm giác ngộ có ý kiến cho rằng việc quán tưởng hình tướng bổn tôn như thế để hành thiền thật là giả tạo đúng nhưng nếu chúng ta tạo ra được phiên bản thực tại sâu sắc của chính chúng ta nó cũng không khác gì những hình tướng ấy chúng ta có thể nghĩ về nước nước là thứ sạch sẽ dùng để uống nhưng với cá nước là môi trường sống muốn nhìn nhận nước là ô uế hay tinh khiết chúng ta phải xem bản chất thiết yếu của nước là gì bổn tôn là phật tính còn biểu hiện và những biểu hiện này trong thực tế là vô thường cách mà chúng ta liên hệ với các vị thần này cũng chính là cách mà chúng ta liên hệ với phần tinh khiết của chính mình thực hành thiền quán bổn tôn chỉ nên được nhìn nhận đơn giản là cách để làm suy yếu những cảm giác sai lệch về một thực tại xấu xí trong tâm thức của chúng ta trong thiền quán bổn tôn nhìn chung sẽ có những nhận thức và cảm giác được khởi lên một cách tự nhiên ví dụ trong quá trình chuyển hóa sau cùng cảm giác ham muốn sẽ nảy sinh nếu nó được quán chiếu như một vị thần chúng ta sẽ cần liên hệ với cảm giác ham muốn đó vị thần đó hoặc chính chúng ta vị thần đó sẽ mang những đặc điểm quen thuộc phản ánh cảm giác ham muốn có cùng năng lượng với cảm giác ham muốn nhưng về bản chất vị thần đó vẫn là sự thuần khiết sự thuần khiết này không hề bị ô nhiễm dù nó mang năng lượng ham muốn điều này cũng chứng minh rằng bản thân của một quá trình loạn thần kinh cũng không gì khác hơn là phật tính đích đến sau cùng của nó dù cho biểu hiện hay hình tướng của nó có là gì điều này không có nghĩa là các vị bổn tôn mật thừa không gì khác hơn ngoài tính biểu tượng một lần nữa đây dễ là một tư tưởng nhị nguyên khác họ là giác ngộ con biểu hiện hình tướng họ đại diện cho phật tính còn biểu hiện hình tướng ngài cong thun đã đề cập đến sự thật khó hiểu này như sau nền tảng của tịnh hóa là phật tính tồn tại như thân kim cang trọn vẹn và rõ ràng là con đường để dẫn đến tịnh quang là kết quả cho sự thanh lọc là những hình thức tồn tại thiêng liêng sự thực hành thiền ở giai đoạn sáng tạo là để dẫn đến nhận thức nhằm nhận ra những hình tướng thiêng liêng ấy bởi nó luôn tồn tại trong tâm trí nguyên sơ. Ý tưởng về đặc tính vật chất của sự giác ngộ vốn đã tồn tại trong những văn bản buổi đầu, ví dụ như luận Phật tính và nhiều luận giải kinh điển khác nữa. Nở rộ nhất là trong lần truyền pháp luân thứ ba, tính biểu hiện của giác ngộ vốn là để đáp ứng cho nhu cầu của chúng sinh. Sự biểu hiện này không phải thứ được thêm vào, và cũng không thể tách rời. Trong Phật tính luận, 32 biểu hiện hình tướng này được liệt kê pháp thân được phân thành 32 tướng, không thể tách rời, như sự dạng dỡ của một viên ngọc, không thể tách rời. Các biểu hiện của Phật tính được gọi là pháp thân, thực tại của pháp thân này là nhằm mang lại lợi ích cho chúng sinh, nó giống với chúng ta nhận thức được bản chất nội tại của trống rỗng, nó tỏa sáng. Các biểu hiện giác ngộ được gọi là sắc thân, đó là dạng phúc lạc trọn vẹn, thực hành quán tưởng bổn tôn sẽ gieo hạt giống cho sự biểu hiện về sắc thân về sau của người đó và thời điểm giác ngộ đó là lý do vì sao chỉ thiền và trực tiếp tiếp cận bản chất chống giống là chưa đủ có vẻ đơn giản hơn nhưng nó không phản ánh kết quả của sự hiểu biết sau cùng chỉ cần ghi nhớ rằng tính không không có hình tướng việc thiền quán bổn tôn có hình tướng chỉ giúp hoàn thành mục đích sau cùng chúng ta vẫn cần làm việc với toàn bộ thế giới hình tướng và hiện tượng bởi vì tính không không tách rời với điều này đạo sư yếu tố quan trọng nhất để mang lại hiệu quả thực hành thiền mật thừa đó là mối quan hệ giữa học trò và người thầy dẫn đường mối quan hệ này sẽ là nền tảng cho sự tiến hóa về tâm linh của cả hai cả thầy lẫn trò đều cần có những giới luật và nhận những thử thách riêng hoặc là họ sẽ vinh quang cùng nhau hoặc con đường đó chẳng đi đến đâu cho cả hai sự tinh tế trong mối quan hệ này ở chỗ nó phải tránh được sự lạm dụng hoặc hiểu lầm lẫn nhau sự dẫn dắt của một người thầy cần thiết cả trong giai đoạn sáng tạo và hoàn thành ở giai đoạn sáng tạo sự kết nối với người thầy là đường dẫn để người trò kết nối với vị thần được quán tưởng vị đạo sư lúc ấy là đại diện cho chất lượng quan sát được của phật tính sự sùng bái đạo sư giúp người trò tìm đến lõi tâm thức của họ cung cấp một không gian kết nối khả dĩ để điều phước lành bắt đầu có thể xảy ra dần dần các thuộc tính sáng ngời của vị đạo sư được thấm nhuần và tỏa sáng qua người học trò nó sẽ được nhận biết qua giai đoạn thành tựu mật tông thừa nhấn mạnh vào sự làm việc giữa ta và người khác để sau cùng không còn sự phân biệt ấy nữa mà chỉ còn là nhận thức về sự phóng chiếu chung từ đó nhận biết bản chất nền tảng của chúng ta mối quan hệ thầy cho là chiếc cầu để dẫn đường chúng ta không thể chỉ quán tưởng điều đó bằng ý niệm nếu cố làm như vậy chẳng khác nào dùng con mắt để nhìn con mắt một đoạn kinh ngắn về việc thực hành này đã nói rằng niềm tin và lòng sùng mộ là nguyên nhân có được đại thủ ấn thánh nhân lạt ma là điều kiện có được đại thủ ấn trong đoạn trên ý nói không có gì tạo ra được đại thủ ấn chỉ có thái độ trong mối quan hệ giữa người trò và lòng sùng kính vị đạo sư của họ mới là điều kiện để cho đại thủ ấn xảy ra đạo sư đóng một vai trò không thể thiếu trong kim căng thừa nó được xem là điều đương nhiên trong thực hành và là một điều kiện hoàn hảo không thể bỏ qua nếu không có sự gia trì từ đạo sư hành giả sẽ không gặt hái được những lợi ích từ thực hành quán tưởng bổn tôn cám ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh sách nói thư viện ông năm đến hết quyển sách này trân trọng